Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video clip mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình hãy góp claim 50 tốc cần có ký hiệu là BNB NL nè các bạn. Thì chương trình này tốc cần BNB NL này nó sẽ list lên sàn Hotbit và sàn Lato cần vào ngày 30 tháng 6 tới rồi các bạn. Chương trình hãy góp này claim còn 4 ngày nữa sẽ end nè. Thì để claim được airdrop này, các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn dán vào đi app, chọn mạng BNB Smart Chain với chocolate nha bạn. Rồi bạn bấm vào claim airdrop, bạn bấm kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn phí ra là 0.0005B khoảng 0.16 của DT các bạn. Rồi hiện tại nó trong chương trình bán hàng free sale nè, các bạn gì copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn, get link này. Các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain của mình, các bạn bấm vào cái get link mình đi chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nữa các bạn. Con này thì mình thấy dự án nó cũng khá là đơn giản, đơn sơ quá, đây đối tác của nó quá nhiều luôn, thì claim để đó đi các bạn. Rồi mình qua mình check con nó dậy chưa các bạn. Rồi bạn chọn BC scan. Rồi tính là BNB. Mình đã dạy được 50 tập càng BNB nè các bạn. Tổng cung nó cũng có khá là thấp các bạn. Không 100 tỷ tập càng BNB. 100.000, vừa có 100 triệu tập càng các bạn. Rồi bạn copy đi cũng chắc nữa các bạn. Hiện tại đã có 3.000 mấy holder các bạn. Rồi các bạn dán vào trên chiếc chocolate cho mình nha các bạn. Không được thì các bạn thêm tự động đồng tiền mã hóa các bạn. Tên thì BNB là ký hiệu là BNB là số thập phân là mấy các bạn. Chưa tập phân 18 ngay đó các bạn. Rồi bạn bấm làm xong nữa các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 50 tập cần BNB NL nữa. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 50 tập cần BNB NL. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.